Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái phần thứ thứ hai của cái cuốn sách này, đó là các doanh nhân khởi nghiệp trong thế giới cũng những kẻ gây rối, các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và các quỹ đầu tư phòng vệ. Thì vào một ngày mùa hè năm 1988, Bao là một nhà đầu tư trẻ của quỹ đầu tư phòng vệ. Hiện đang là một trong 400 người giàu nhất nước Mỹ theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Đã gọi điện mời tôi ghé thăm văn phòng của anh ấy trong cái chuyến bay New York sắp tới của tôi. Tôi chưa bao giờ phải nghe anh ấy nói gì về anh ấy cả. Nhưng mà các cuộc gặp mặt tiếp theo đã dạy cho tôi rất nhiều về bản chất của những người giàu có trong nền kinh tế doanh nghiệp. Họ là những người cấp vốn cho những nhà kinh doanh sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Vào một tuần sau, là vào những buổi chiều oi bức, tôi đi lang thang tại khu vực phố Wall và tìm kiếm văn phòng của anh ấy một cách vô vọng. Cuối cùng, đi theo một cái lối đi cầu thang chưa đầy rác, khúc nẻo, thang máy bị hỏng. Thì cạnh một cửa hàng ăn nhanh trên văn phòng trên tầng 2, trông rất tiêu điều và không có biểu hiện, không có lễ tân, không có một ai quanh đó cả, cũng không có hệ thống điều hòa không khí cả. 10 rồi 20 phút trôi qua vẫn không có ai gọi là đáp lại những cái gọi của tôi vọng khắp các văn phòng của khu nhà. Khi tôi đang đứng ở lối ra vào chuẩn bị bỏ đi thì đột nhiên John xuất hiện ở phía tầng trên với những căn phòng nhỏ lộn xộn. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi trông có vẻ thích gây gổ, chiều cao trung bình với bộ đồ thun thể thao với cái đầu hói dường như là một nhúng tóc ấy. Giới thiệu và dẫn tôi vào một văn phòng riêng của anh thẳng ngay ở cửa trước. Bạn bè tôi thường nói rằng là có một ai đó tên là John, một cựu thương gia buôn bán các mặt hàng cơ bản người gốc Tennessee, vào những năm trước đã giàu to nhờ vào dự đoán các chính sách về sự sụp đổ của nền thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng chắc chắn không thể là người đàn ông này, có lẽ nào là anh ta. Tôi tự hỏi anh đánh giá như thế nào về đồng đô la. John hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống, giọng miền Nam của anh ấy quá nặng và méo mó. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một tiết mục rất công phu, một trò đùa tinh nghịch được thực hiện bởi người bạn tinh quái thời đại học. Người đã thuê một diễn viên tồi đóng vai bao John. John không giống với như mới ở nông thôn ra. Trước khi mà tôi có thể trả lời thì tôi nhìn thấy một cái gì đó có vẻ sắp xếp không đúng chỗ ngay bên phải anh ấy. Đó là một mannequin loại bày đồ ở cửa hàng có kích thước như người thật, mặc áo quần đầy đủ, được đặt ngồi bên cạnh của anh và nhìn thẳng vào tôi. Bất chợt tôi cảm thấy e dè, giống như vừa hỏi tôi và con mannequin chỉ là một vậy. Thì ngay lúc lập tức thì tôi liếc nhìn xung quanh, cảm thấy rằng có cái gì đó khá quen thuộc mà toàn bộ căn phòng toát lên cái cảm giác với ngôi nhà của hội nam sinh viên trong bộ phim Animal House. Đây là một phòng sinh hoạt chung hoàn thiện bằng một chiếc bút chì số 2 màu vàng dài khoảng 3 tấc. Có lẽ điều khiến tôi bối rối nhất là việc mannequin đeo kính râm gây cho tôi cảm giác như là có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của mannequin và đôi mắt của Bao. Nếu mannequin có phải là một gián điệp thị trường của ngân hàng Pháp nào đó hay không? Tôi tự cười với chính bản thân mình. Tôi trả lời câu hỏi về đô la rằng các giao dịch ngoại hối của thị trường tài chính Nhật Bản chứ không phải là thị trường đã nắm quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn đối với tỷ giá đồng yên so với đồng đô la, nên điều quan trọng là tránh bị Bộ Tài chính che mắt của các cuộc họp G7 sắp tới của Thống đốc Ngân hàng Trung ương, các bộ trưởng tài chính thuộc quốc gia công nghiệp hóa. Tuy nhiên, khi tôi giải thích được 4-5 giây thì John xen vào: tôi thuê anh làm việc cho tôi, vậy anh sẽ tính phí bao nhiêu? Các thương nhân trong lĩnh vực tài chính thường đưa ra những quyết định tức thì dù vào bản năng vốn có của mình như vậy đấy.
Rất nhiều dịp, Dung đã mời tôi đến khu bảo tồn rộng khoảng 120-60 hectare của anh ấy ở bờ đông Maryland. Một thiên đường săn bắn mà anh ấy gọi là cái thế giới, những nơi của thú săn bắn. Có khoảng 26 nhân viên phục vụ kêu gọi phục vụ mọi yêu cầu của chúng tôi. Và một ngày, vài năm sau khi chúng tôi gặp nhau, thì chúng tôi cùng đứng trên một cánh đồng chờ nhân viên lùa những chú gà lôi ra khỏi ổ để cho các vị khách bán. John trông giống như Rambo mặc quân phục dã chiến. Một vị khách khác, cựu bộ trưởng tài chính Nick Parvini, đứng cách khoảng 7 mét. Trong khi chờ đợi thì tôi và John bắt đầu bàn về vấn đề cuộc sống bên ngoài thị trường như thế nào. Tôi hỏi, bao này anh mơ ước sẽ làm gì nếu không phải là công việc liên quan đến thị trường? John, một tỷ phú mà cũng là một người cải sang đạo môi trường, vì một tai nạn trong vùng đầm lầy trên mảnh đất riêng của anh, nên một người quản đốc xây dựng của anh đã phải vào tù. Đưa ra câu trả lời bất ngờ, anh ấy trả lời khá nghiêm túc: ước mơ của tôi là trở thành bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Tôi bị sốc với câu trả lời đó. Một siêu sao tài chính lại có ước mơ lãnh đạo một cơ quan nội các thường bị chế nhạo là vùng nước đọng trong lòng vành đai Washington. Tôi chợt hiểu ra tại sao ngay cả những nhà đầu tư sành sỏi nhất của thị trường cũng hiểu rất ít về sự khắc nghiệt của việc thay đổi chính sách ở Washington từ bên trong, đặc biệt là tầm ảnh hưởng mà họ đang có với tư cách là người cổ súy bên ngoài có tiềm lực đối với mục tiêu thay đổi. Mặc dù chúng ta đã có những tiến bộ trong truyền thông, nhưng khoảng cách về sự hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và thị trường tài chính là vẫn còn một cách đáng ngại. Đây là hai thế giới chỉ gặp nhau một cách ngẫu nhiên tình cờ. Hình ảnh ứng dụng này giải thích rất nhiều về lý do tại sao thế giới vẫn còn bất ổn một cách nguy hiểm như vậy. Các nhà hoạch định tài chính, chính sách, hoạch định chính sách trong chính phủ và các thị trường tài chính hiểu về nhau rất ít. Hai trong số nguồn cung cấp vốn doanh nghiệp chính trong nền kinh tế toàn cầu mới này, các quỹ đầu tư phòng vệ và các công ty đầu tư cổ phần tư nhân, vẫn còn rất khó hiểu đối với giới chính trị. Thật ngẫu nhiên, hiện nay các văn phòng của tập đoàn đầu tư Tudor có thể cạnh tranh về sự từng trải và xa hoa của mình với bất kỳ một đối thủ nào trong giới tài chính. John giờ ăn mặc như một người mẫu thời trang vậy. Có lẽ anh ấy đã được vợ tư vấn, cô ta là một người mẫu thời trang. John đã sử dụng kỹ năng kinh doanh và buôn bán của mình để tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận đầy ấn tượng, tên là quỹ Robin Hood, Foundation, và một tổ chức dành cho những người thiệt thòi ở thành phố New York và những người xung quanh. Nhưng anh chưa bao giờ kinh doanh tốt như là khi có Mandelkang ngồi bên cạnh mình vậy, và trong văn phòng ở mức phía trên cửa hàng ăn nhanh thức ăn nhanh. Điều này liên tục nhắc nhở tôi rằng những tay liều thành công nhất trong xã hội thường hoạt động ngoài xu hướng chủ đạo. Ít nhất là vào thời kỳ đầu, họ hiếm khi là một thành viên của câu lạc bộ. Họ không khởi nghiệp với bất cứ cái thứ gì, với những câu chuyện thành công thông thường. Đó là lý do tại sao họ, những người anh em cùng ưa mạo hiểm như họ, các doanh nhân vẫn còn bí ẩn đến như vậy. Tóm lại, tôi hợp tác chặt chẽ với hầu hết các nhân vật trong quỹ đầu tư phòng vệ chính yếu trong thời kỳ đó. Tôi quen với một số nhân vật chủ chốt trong giới đầu tư cổ phần tư nhân. Các quỹ đầu tư phòng vệ thông thường là các quỹ đầu tư toàn cầu, hầu hết là không bị kiểm soát và rất linh hoạt, dành cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, những người có thể giải quyết được các rủi ro vượt xa rất nhiều các quỹ thị trường bị kiểm soát chặt chẽ bởi các quỹ tư hộ.
Trong khi đó, các nhà đầu tư cổ phần tư nhân giao dịch với các công ty không công khai niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán định hình lại các công ty này thông qua các thỏa thuận sáp nhập, tái cơ cấu và tái vốn hóa, đôi khi là bằng cách đưa chúng lên thành công ty đại chúng để tạo ra hiệu suất tốt hơn. Ngày nay, cả các quỹ đầu tư phòng vệ và các công ty đầu tư cổ phần tư nhân đều trở thành những tay quỷ quyệt mới trong hệ thống tài chính quốc tế. Những con quái vật tham lam, cưỡng hiếp bị các chính trị gia quy trách nhiệm về sự mất kiểm soát, thỉnh thoảng lại có những vụ hỗn loạn liên quan đến nguồn vốn vô cùng bất ổn hiện nay. Cho dù một phần sự thật nhỏ trong trách nhiệm của những tay quỷ quyệt đó, nhưng những thành kiến tiêu cực này đã tạo ra một mối nguy hiểm cho hệ thống quốc tế và những nguy cơ dẫn đến thời kỳ trì trệ của thị trường tài chính. Trên thực tế, đúng là trong khi một số nhà điều hành quỹ đầu tư phòng vệ, những người kiếm được từ những khoản phí khổng lồ này thể hiện được sự hào phóng đặc biệt đối với những người xung quanh họ, thì những người khác lại thể hiện mức độ tham lam gần như là ngoài tưởng tượng. Tính sự tham lam đó cùng với những tâm lý bất thường đã góp phần gây ra sự không hài lòng về mặt chính trị và cả nguy cơ tiềm ẩn cho ngành tài chính. Ví dụ, một người giao dịch trong thị trường chứng khoán ở phố Wall cho tôi biết, làm việc ở quỹ thường xuyên kinh doanh với quy mô lớn trên các loại tài sản có tính biến động cao, và lại thường xuyên tham vấn ý kiến từ các nhà chiêm tinh chuyên nghiệp về những quyết định mua bán của anh ta. Tuy nhiên, điều này không hề xuất hiện trong các tài liệu mà công ty của anh công khai cho các nhà đầu tư. Một số nhà điều hành đầu tư phòng vệ khác có một gia tài lớn có trụ sở tại New York đã cử một trợ lý thân cận đến văn phòng của tôi sau khi đã là khách hàng được khoảng một năm. Mục đích của chuyến đi thăm là thảo luận về gia hạn hợp đồng tư vấn của chúng tôi. Hãy tưởng tượng xem tôi đã sốc như thế nào khi nghe người trợ lý ấy nói: chúng tôi có thể đánh cắp các văn bản về dịch vụ tư vấn của các ông. Những gì chúng tôi không thể lấy được là phân tích từ những cuộc điện thoại cho khách hàng của các ông. Chúng tôi sẽ trả cho ông một phân nửa tiền phí tư vấn hiện tại để có được những thông tin về các cuộc điện thoại ấy. Vô cùng kinh ngạc, tôi nhanh chóng cảm ơn người trợ lý vì đã nói thẳng điều họ muốn: chấm dứt hợp đồng tư vấn cho các công ty của ông ta. Vài năm sau, người ta nhận ra được chính người điều hành quỹ đầu tư phòng vệ đó ở phía trước nhà hát Carnegie Hall, ngay trước buổi hòa nhạc bắt đầu. Ông ấy đã thừa một chiếc vé và cố gắng bán lại chiếc vé đó với giá hời nhất cho những người đi đường trước buổi hòa nhạc được trình diễn. Trước cảnh này, những người bạn của tỷ phú ngày xưa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thế giới đầu tư cổ phần tư nhân, nơi mà những người sở hữu những khoản tiền cất xù đã bỏ ra 6 triệu đô la cho các buổi tiệc sinh nhật tuổi 60, không khác gì so với các buổi đầu tư phòng vệ. Nơi đây đầy rẫy cái thói đạo đức giả. Nhiều năm nay, các vị lãnh đạo thực phong có vị cao trong công ty đầu tư cổ phần tư nhân đã phàn nàn về thuế suất thấp với nhóm những người có thu nhập cá nhân cao nhất nước Mỹ, có lợi cho những người giàu có nhưng lại góp phần tạo nên sự thâm hụt ngân sách. Nghe là có rất có tinh thần cộng đồng đúng không, phải không ạ? Nhưng mà thực tế là các thành viên góp vốn này của công ty đầu tư tư nhân không phải đóng thuế thu nhập công ty hoặc là thuế thu nhập cá nhân hiện tại dựa vào mức thu nhập cách xù của họ, vốn được phân loại dựa trên dạng thu nhập lợi ích từ việc quản lý quỹ. Thay vào đó, họ chỉ đóng một mức thuế 15%, ít hơn một nửa so với các mức thuế doanh nghiệp khác phải đóng. Đây là tình trạng cần phải được từng bước xóa bỏ. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng bởi các nước khác thì không muốn gì hơn là các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân của Mỹ mở rộng ra nước ngoài cả. Ví dụ, Thụy Sĩ đã áp dụng luật cho phép các công ty đầu tư cổ phần tư nhân ở New York và London chỉ đóng ở mức thuế tương tự là 15% nhằm khuyến khích các công ty này chuyển trụ sở sang Thụy Sĩ.
nhờ sự lưu động nguồn vốn và sự dịch chuyển như vậy sẽ không quá dư hướng như ở vẻ bề ngoài của chúng. Các dịch vụ tài chính vẫn còn là vẫn trong ngành mà Mỹ chiếm ưu thế, là xét trong một phạm vi toàn cầu. Các nước còn lại trên thế giới sẽ vui thích khi mà chứng kiến sự suy tàn của Mỹ. Điều dường như là đang diễn ra trong các cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Nhưng vấn đề là lòng tham của những người điều hành quỹ đầu tư phòng vệ và sự hiệu quả của những người vận động thuế cổ phần tư nhân không hề phủ định giá trị của các tổ chức này đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Các công ty đầu tư cổ phần tư nhân không tạo được sự méo mó trong thị trường, đơn giản là họ chỉ phản ánh sự méo mó đó. Nếu tín dụng quá đẻ, quá sẵn có, nếu xu hướng điều tiết khiến cho các tập đoàn theo hướng về mua lại và sát nhập, tức là em và ai hơn là đầu tư vào các doanh nghiệp mới, thì công ty cổ phần tư nhân sẽ xuất hiện và sẵn sàng phục vụ. Bất chấp những mức phí lạ lùng của mình, họ vẫn chỉ là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân của xu thế hiện nay. Trong thế giới mà đầy bất ổn hiện nay, các chính trị gia muốn xóa bỏ quỹ đầu tư phòng vệ, những đối tượng được cho là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối trên nền kinh tế thế giới. Bạn có thể nói với tôi là thiên vị, nhưng chính những quỹ đang gây ra những rắc rối này lại là chất khó khăn thực sự của nền kinh tế quốc tế. Các quỹ đầu tư liên tục thách thức những quan điểm chính trị cũ kỹ của chính phủ, thể hiện thái độ nghi ngờ đối với những lời giải trình không thật của đại gia trong ngành công ty của họ. Một số nhà phê bình còn cho rằng quỹ đầu tư phòng vệ liên quan đến những câu kết trong thị trường, đặc biệt là lĩnh vực hàng hóa cơ bản. Như vậy là các quỹ này cũng chịu trách nhiệm về việc tăng giá hàng hóa hiện nay. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hầu hết các quỹ đầu tư phòng vệ lớn đã dự đoán sẽ xảy ra sự suy giảm trên nền kinh tế toàn cầu, dẫn đầu là Mỹ. Một nhà đầu tư trong bối cảnh này sẽ đặt cược sự rớt giá vào hàng hóa. Nói gì thì nói, từ trước đến nay thì chưa bao giờ có tình trạng giá hàng hóa lại tăng cao trong suốt thời kỳ suy giảm nền kinh tế toàn cầu. Nhưng tình hình còn phức tạp hơn đối với chính phủ có chủ quyền, dẫn đầu là Trung Quốc, thực sự đang tích trữ hàng hóa. Thì sự phát triển như vậy là không còn bí mật lâu dài nữa. Biết được sự phát triển này, các quỹ đầu tư phòng vệ, vốn là những nhà quản lý tiền tệ thông thái, sẽ thanh toán được khoản hợp đồng vay và bán, chờ giá xuống. Và họ trong cái thị trường hàng hóa mà và đặt cược cho việc tăng lên giá cả bất chấp tình trạng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Rõ ràng là trong bối cảnh này, các quỹ đầu cơ phòng vệ đang phản ứng lại với sự kiện, chứ không phải là dẫn dắt các sự kiện. Trong lịch sử, các quỹ đầu cơ phòng vệ đóng vai trò rất quan trọng. Họ là các diễn viên xuất hiện trong cảnh đầu tiên của vở kịch toàn cầu. Họ là những người đầu tiên nghĩ ra được cách tận dụng tối đa lợi ích cơ cấu tài chính toàn cầu. Họ bắt đầu gộp chung danh mục đầu tư với nhau, đại diện cho rất nhiều thị trường quốc tế khác nhau với những công cụ đầu tư khách quan. Dựa trên sự đánh giá kinh tế vĩ mô, khái quát về toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Alan đã gọi cái quỹ đầu tư phòng vệ là những chú ong đi phát tán pháo hoa. Tôi tin rằng nếu các quỹ đầu tư phòng vệ không tồn tại thì các thị trường tài chính sẽ phải hứng chịu nhiều tai họa hơn so với những gì họ phải trải qua. Thay vì nguồn gốc của sự bất ổn giống như bình luận vừa nói, thì trong suốt thời kỳ toàn cầu hóa đang gia tăng, các quỹ đầu tư phòng vệ mặc dù đôi khi là có hành xử thiếu trách nhiệm thì nhìn chung đã cho cái thị trường thống nhất và trở nên hiệu quả. Thực tế, những quỹ đầu tư phòng vệ là những nhân tố quan trọng của sự ổn định lâu dài của thị trường. Không có chúng thì thị trường không thể tiếp tục hoặc hoạt động sẽ thiếu hiệu quả. Những điểm này sẽ đột ngột kích động đến một cú sốc tiềm tàng và rộng lớn trên toàn bộ hệ thống. Ví dụ, trước khi có một sự hình thành quỹ đầu tư phòng vệ, các công ty và chính phủ của Caltech đã tổ chức độc quyền, một hình thức đôi khi gọi là chủ nghĩa tư bản thông hữu, có thể che giấu hoạt động của họ trong thời gian dài. Những mối liên hệ tay trong, chứ không phải là cơ cấu thị trường tự do, đã dẫn dắt đến việc đưa ra quyết định. Trước đây, thị trường đã không thể hoàn toàn kiểm soát
Những hành vi này, ngày nay toàn bộ giới đầu cơ của các quỹ đầu tư phòng vệ đã lục tung mọi ngóc ngõ ngách để tìm kiếm sự thiếu hiệu quả trên thị trường để khai thác. Một ví dụ cho sự thiếu hiệu quả như vậy là chính phủ từng tuyên bố những cải tổ to lớn, cách hung hồn, biết rằng họ thiếu dũng khí chính trị và quyết tâm để thực hiện đầy đủ cam kết của mình. Một ví dụ về sự thiếu hiệu quả khác là các công ty cầm quyền với các hoạt động thiếu hiệu quả, có những chi phí quản lý quá cao, lãnh đạo của công ty này có một tầm nhìn vô cùng hạn hẹp về tương lai, họ không có dũng khí cần thiết để điều hành công ty của mình một cách hiệu quả hơn và nâng cao vị thế cạnh tranh của mình. Các công ty này là mơ ước của các nhà quản lý quỹ đầu tư phòng vệ, những người giao dịch vay chứng khoán của công ty để bán ra, dự đoán rằng giá trị của công ty đó sẽ giảm để quỹ đầu tư phòng vệ có thể hưởng được những vận may bất ngờ. Mối đe dọa của các quá trình này cũng buộc các cấp quản lý trong công ty phải nghĩ đến sự thay đổi tích cực giúp cho công ty này khỏi trở nên lạc hậu trên thị trường toàn cầu. Dành một phút thời gian cho các chính trị gia Đức, bạn sẽ khám phá được những quan điểm của họ. Các nhà quản lý quỹ đầu tư phòng vệ không gì hơn là hiện thân của quỹ những kẻ phá hoại, như một nhà phê bình vẫn gọi. Tuy nhiên, thật buồn cười cho những năm gần đây là quỹ đầu tư phòng vệ của các công ty tư đầu tư cổ phần tư nhân và các tổ chức có mối quan hệ khăng khít với họ, các ngân hàng đầu tư trên toàn cầu đã đang tái cơ cấu, hiện đại hóa khu vực tài chính doanh nghiệp của Đức. Điều này chủ yếu diễn ra trong khi chính phủ liên minh đang lúng túng ở mặt chính trị, không hề hay biết. Giống như hầu hết chính phủ châu Âu khác, nhiều thập kỷ qua thì hiện nay nước Đức đang chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp hai con số và sự tăng trưởng kinh tế ở dưới mức trung bình, trong khi thiếu ý chí chính trị để cải tổ nền kinh tế. Ở Đức, trong những năm gần đây, quỹ đầu tư phòng vệ và các công ty đầu tư cổ phần tư nhân đang thúc đẩy sự thay đổi. Như tôi sẽ trình bày ở chương sau, thì sự thay đổi này cũng chính là lý do giải thích cho việc tại sao nước Đức năng suất và hiệu quả đang có tính cạnh tranh toàn cầu cao hơn so với các nước ở châu Âu. Ngược lại, Italia, một nền kinh tế mang tính chất đóng cửa nhiều hơn so với đối với lợi ích của nền tài chính bên ngoài, lại bị tụt lại phía sau. Và ở phần sau thì mình xin lướt qua nhé. Rồi mình xin kết thúc buổi nói chuyện tại đây.